xin chào mọi người. Hôm nay là thứ sáu Dân được nghỉ làm á mọi người. Mình repost ngày hôm nay cho nên là mình đi dạo shop đi dạo chợ mọi người. Tại vì sắp tới lễ Noel rồi, đi dạo có gì son không? Và chút nữa tụi Vân có hẹn với bạn đi ăn. Hôm nay Dân buồn quá mọi người, mặt Dân nổi hai cái mụn nè mọi người. Trời ơi, nó bự chà bá lũa luôn. Trời ơi rầu, chút nữa phải đi tiệm thuốc tây đừng mua thuốc sức mụn nữa. Cái mùa này á mọi người, cái da nó khô á nên thành ra là mình sơ sơ hở chút là nó lên mụn mà. Chán dễ sợ. Rồi chút nữa Dân đi ăn buffet, Dân sẽ quay lại chia sẻ với mọi người cái buffet ở Pháp nha. Rồi, đi tới răng phê là cái hàng trái cây là Dân mê nhất. Trời ơi, coi trái khóm này đã chưa? Quá chừng trời là đã luôn. Rẻ không? Hay là ba nói bên bà? Vậy sao ba nói rẻ? Mua mía. Cái cây mía này. Mua gì, mua gì? Mua nước cốt dừa nó. Về nấu chè. Đây mọi người, đây là cái hạt mắc ca đó mọi người. À, cái hạt mắc ca này. Nó ấy sẵn cho mình. Bà. À biết rồi. Rẻ mua đi. Đó, đi răng phê là ngắm rau là vui mọi người. Đó, mua nấm đâu, nấm. Nấm này rẻ nè anh. Nhà còn nấm không? Rồi mọi người ơi, tụi Dân đang trên đường đi tới cái buffet. À, hôm nay mình ăn ở cái buffet này. Buffet là Citadel, chỗ cháu Dân làm mọi người. Cháo Dân nó làm đây, ui da, nó chảy lắc dữ trời. Đó, đó hay lắm, bắp kèn. Rồi, tụi bạn Dân nó tới rồi mọi người ơi. Ça va? Ça va? Aujourd'hui tu rebos? Tu rebos aujourd'hui? D'accord. Oui. Intéressant, hein? Il y avait quelques trucs intéressants, hein? Rồi, vô. Cháu Dân nó làm ở đây á mọi người ơi. Manes en travaille ici dans le cuisinier. Hay. Aujourd'hui oui, peut-être en travaille. Juste une petite tranche. Rồi, đây, hôm nay mình ăn buffet với là bạn. Ah, j'ai mis bob. Bonjour. Ở này làm chung hả? Đâu, đâu có. Ủa, bạn ăn rồi à? Nó nghỉ mà, nó nghỉ rebo mà. Thứ sáu. Thì tao đã nói mày là ổng cắt giờ đó. Tại vì đại gia làm từng làm có bao nhiêu. Tập cháu giờ mới làm ở cái tiệm này á mọi người. Làm chung đứa. Rồi, tụi bọn Vân đã ăn xong rồi mọi người. Gặp cháu của Vân tắm chút xíu. Tại nó đang làm không tắm lâu được. Cái tiệm Dân ăn nè mọi người. Bây giờ thì về nhà nghỉ ngơi. Xong rồi chắc là dọn dẹp gì đó. Cái tủ quần áo của bà Machida thấy ghê quá, về dọn. Papa, c'est quand tu rentres? Ở bên này á mọi người, dịch vụ nó hay không? Nhưng mà Machida nó bị chạy chút xíu ngay cái chân á mọi người. Mà mỗi tối á là sẽ có y tá lại nhà thay băng như vậy đó mọi người. Người ta rửa vết thương với lại thay á, chứ mình không có làm nha. Này là người của bệnh viện người ta cho lại để làm. Đó, bà bị chạy chút xíu ngay cái lòng chân nha mọi người. Đó, không. Khóc sầm hết. Cái mặt nó bất ngờ. Voilà. Oh mon dieu, qu'est-ce que ça fait mal. Pauline. Tu vas au trampoline? Oui. Et... Ah bah voilà, je vais venir te faire le pansement au trampoline. Non? Rồi, xin chào mọi người. Hôm nay là sáng thứ bảy, Dân còn nghỉ làm nha. Cho nên hôm nay mình nấu hai nồi bánh canh giò heo luôn để dành ăn. Đó, chút nữa thì cả nhà của Dân sẽ ăn bánh canh giò heo, thịt ba rọi với lại tôm, trứng cút.
Chút nữa Giang sẽ quay cho mọi người cùng xem nha. Rồi đây mọi người ơi, cái tô bánh canh của Giang nó ra rồi đây. Hấp dẫn chưa nè. Bánh canh á, Giang thế mà cái cọng mì udon á mọi người, ăn cũng ngon lắm. Đó. Nó là bánh canh chứ đâu. Ừ. Phần nó tên udon thôi. Nó tên udon thôi. Cái đó là bánh canh của phần đó. Rồi. Bây giờ thì Giang mời mọi người ăn bánh canh chung với lại nhà Giang nha. Hôm nay weekend bọn mình tụ tập ăn uống mọi người. Hôm nay ăn bánh canh nô, đãi bánh canh. Hồi sáng nó Giang nấu rồi đó mọi người. Nè. Đó, sẵn hết rồi, chỉ có bỏ vô. Đấy thôi. Avec parcimonie pour mettre une goutte. D'abord tu goûtes nature. Goûte nature avant. Non mais je te conseille goûter nature parce qu'il a mis les épices du pays. Ouais. Bah oui. Zéro. Matin c'est petit. Non, c'est exactement pareil. Mais non. Le matin je mangeais ce qu'on est bien. Petite ration. Le matin il fait le moins que ça maintenant gros hein. Petit. Maintenant. Mà chị đã lấy mẹ đôi đổ được không? Đôi đổ với cái muỗng. Mẹ si con gái, đưa đây. Không đưa sao ăn. Mẹ non hả? Là mà ta sẽ mang que deux hả? Le hop de cài, je n'aime pas le hop ça, je veux hop de cài. Moi aussi Richard. Ivan, tu as déjà dedans? Ah bon? Ah vậy là anh mélanger ba cái luôn hả? Oui. Ồ sao mélanger dữ vậy? Sao không để nào riêng một cái ăn thử cái vị nó coi sao? Ồ là anh mélanger ba cái là mì với lại udon rồi cái này nữa hả? Ôi. C'est des beignets de crevettes là. Cái bánh phồng tôm á mọi người. Bỏ vô ăn. Ngon. Ngon nha, y như bánh canh dai dai ngon. Cái này nó đang hot đó mọi người, thấy người ta làm cái mình làm theo nè. Ăn ngon ghê. Du coup, j'ai mis dans le bouillon ça.